Stock Farmer xin kính chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Hôm nay 9 tháng 5 là ngày chủ nhật ha. Stock Farmer có một cái buổi livestream để mà chia sẻ với các anh chị một số điều liên quan đến thị trường chứng khoán ha. Hôm nay thì Stock Farmer sẽ chia sẻ một cái rất là hay ở trong cái khóa học Entrain của Stock Farmer ấy. Nếu anh chị nào là học viên của Stock Farmer trước đó ha, thì chúng ta có thể xem để mà sau đó có thể tự thực hành ha. Thì đó là cái thứ nhất ý, là 20 tiêu chí để chúng ta chấm điểm một cổ phiếu và quyết định là có lựa chọn cổ phiếu đó để mà đầu tư hay không ha. Cái này chúng ta lượng hóa được và tính ra thành điểm nha anh chị. Cái thứ hai là chúng ta sẽ thực hành trên một cổ phiếu ha. Tiếp theo ý, là em sẽ cập nhật về cái diễn biến dòng vốn đầu tư toàn cầu trong tháng 4. Và cuối cùng ý, thì sẽ review qua một chút về VN-Index trong tuần tới anh chị ha. Để em xem là có anh chị nào đã vào xem livestream chưa nào. Tiêu chí đầu tiên là có sản phẩm dễ hiểu. Đúng rồi, Bùi Văn Hùng ha. Chào anh Nam Trần Trần ạ. Hôm nay là chủ nhật rồi, tuần vừa qua thì chúng ta thấy là có mấy phiên ở trong tuần là VN-Index giảm sâu ha, và nhiều nhà đầu tư lo lắng. Ngoài lo lắng cái chuyện là cổ phiếu giảm ra, chúng ta còn lo lắng về tình hình dịch bệnh nữa ha. Thì trước khi mà vào cái nội dung livestream thì em cũng là kính chúc tất cả các anh chị nhà đầu tư cùng với gia đình, bạn bè của mình nữa là được bình an ha. Và chúng ta tin tưởng rằng là Việt Nam sẽ quyết thắng đại dịch lần này anh chị nhỉ. Cô Tèo cứu em Vinamilk này. Tiêu chí 2 của Bùi Văn Hùng là có ban lãnh đạo tài năng nè. Em chào anh người cô đơn nhá, chào Lâm Hoàng ha. Sau năm có mấy học viên rất là nhanh nhẹn ha. Mấy cái của anh Bùi Văn Hùng chắc là mình đang đọc của Warren Buffett đúng không ạ? Và trong tuần vừa rồi thì em nhìn thấy có một cái bài báo trong cái chia sẻ mới đây nhất của Warren Buffett, thì trong đó là có nói về CEO ấy. Một trong những cái nguyên nhân lớn nhất mà khiến cho một cái doanh nghiệp mà làm ăn bết bát ý, đó là do CEO không có tài năng lắm. Thì trong này em vừa thấy anh Bùi Văn Hùng vừa nói vậy luôn ha. Tặng thí xem giúp đảng Phú Mỹ này. Nó trần trần sẽ thắng rồi. Em sẽ bắt đầu vào và chia sẻ cái nội dung ha. Cái này có lẽ là nó sẽ quan trọng và nhiều anh chị đang quan tâm ha. Đây, đó là 20 tiêu chí chấm điểm cổ phiếu. Anh chị nào mà học Entrain rồi chúng ta sẽ thấy ha, nhiều khi sau khi mà xem xong nhiều anh chị có khi là lười ấy, không có mở cái báo cáo tài chính với lại biểu đồ kỹ thuật ra để chúng ta chấm. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta xác định rằng là chúng ta nghiêm túc trong đầu tư chứng khoán ha, và một năm chúng ta chỉ đầu tư khoảng dăm cổ phiếu thôi, thì với dăm cổ phiếu các anh chị bỏ thời gian ra khoảng một tối, các anh chị soi báo cáo tài chính cộng với lại là biểu đồ kỹ thuật nữa, thì chúng ta chấm điểm rất là nhanh ha. Chấm điểm và sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn đầu tư nó dễ mà. Anh chị có thể là nếu mà ham học nữa thì chấm khoảng 20 doanh nghiệp, sau đó chọn ra khoảng 3 doanh nghiệp cho mỗi một lần chúng ta đầu tư ha. Thì trong cái phương pháp này của Stock Farmer gọi là phương pháp RGA anh chị ha. Nhiều anh chị dùng công cụ Advisor ấy, thì nhìn thấy là có một cái danh mục RGA riêng và một cái danh mục toàn thị trường ấy. Thì danh mục RGA là những cổ phiếu đã được lựa chọn theo 20 cái tiêu chí này ha. Cho những anh chị nào mà bữa giờ mình chưa hiểu ấy. Thế còn RGA là viết tắt của cái gì ấy, thì nó là có nhiều cái ở trong đó ha. Nó là bí mật. Anh chị nào học rồi thì SFG sẽ chia sẻ sau. Thì cái tiêu chí thứ nhất anh chị ha. Tiêu chí thứ nhất ý, thì cứ mỗi một tiêu chí này chúng ta cho là nếu nó là tích cực thì cho một điểm, mà nếu nó trung tính nhá, tức là không tốt mà cũng không xấu thì chúng ta cho là 0 điểm ha. Còn nếu tiêu cực thì mình cho là âm 1 điểm anh chị ha. Và cộng lại thế thì cái tiêu chí đầu tiên ý là vốn hóa của doanh nghiệp so với ngành. Thì nếu như mà trên 10.000 tỷ á thì được coi là tích cực, tức là những cổ phiếu vốn hóa lớn thì cái điểm này đã là một điểm rồi anh chị ha. Mid cap là những cổ phiếu trung tính ha, tức là không điểm ấy, có vốn hóa từ là 1.000 tỷ cho đến là dưới 10.000 tỷ nhá. Thì đây là nhóm mid cap đó, nhóm vốn hóa vừa anh chị ha. Và tiêu cực ấy là những cái nhóm mà có vốn hóa nhỏ dưới 1.000 tỷ và trên 100 tỷ ha, thì cái này là tiêu cực. Còn cái tiêu chí thứ hai là vị thế ở trong ngành ha, vị thế ở trong ngành là thị phần ấy. Thì nếu mà doanh nghiệp đó dẫn đầu thị phần ấy thì được cộng 1 điểm.
Ví dụ như là doanh nghiệp nào, ví dụ như là Vinhome, Vinhome dẫn đầu thị phần thì chúng ta cộng một điểm. Ví dụ như là Hòa Phát dẫn đầu thị phần thì cũng coi là được được cộng một điểm ở đây anh chị ha. Còn nếu như mà chiếm thị phần tầm trung ấy, thì sẽ đánh giá là trung tính. Trung tính ha, tầm trung ví dụ như là doanh nghiệp nào ạ? Tầm trung như kiểu là đất xanh chẳng hạn ấy, trong cái lĩnh vực bất động sản thì đất xanh là tầm trung. Thế thì sẽ chấm là điểm trung tính. Còn nếu như mà chiếm thị phần nhỏ ha thì sẽ trừ một điểm. Anh chị ha, chúng ta cứ cứ ghi điểm vào đây thôi, chúng ta chọn một cổ phiếu và ra mình sẽ chấm một chấm chấm điểm một hoặc là không hoặc là trừ một nhé, và cuối cùng chúng ta cộng lại bên dưới. Cái thứ ba ấy là tăng trưởng của ngành trong năm hiện tại á. Ví dụ như là trong năm 2021 này ha, thì nếu như mà tăng trưởng thì được tính là một điểm. Thì ví dụ như là tăng trưởng của ngành thép trong năm nay là tăng thì chấm một điểm cho tất cả các cổ phiếu ngành thép ha, hay là ngành nhóm ngân hàng là tăng ấy thì chấm một điểm cho tất cả các cổ phiếu ngân hàng, hoặc là nhóm chứng khoán tăng ấy thì cũng chấm một điểm cho tất cả các cổ phiếu nhóm chứng khoán anh chị ha. Thì còn nếu như mà nhóm xây dựng chẳng hạn ấy thì trong năm nay mặc dù có tăng trưởng nhưng rất là yếu hơn ấy, thì chúng ta là tính ở đây là không tăng trưởng mà nhé, chúng ta có thể tính là trung tính, trung tính là không anh chị nhé. Và nếu mà tăng trưởng âm ấy, thì chúng ta trừ một điểm ha. Tăng trưởng âm là những cái doanh nghiệp mà bị lỗ ấy. Ví dụ như là những cái nhóm mà du lịch chẳng hạn này, hay là nhóm mà hàng không cho năm ngoái năm 2020 anh chị ha, thì tăng trưởng âm là chúng ta tính là trừ một điểm vào đấy anh chị ha. Cái tiếp theo á, cái tiêu chí thứ tư á, là doanh nghiệp có mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhé. Nếu như mà doanh nghiệp có mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ý, thì mình sẽ chấm điểm là tích cực ha. Cái chỗ này thì stock number là để trống ở đây anh chị nhá. Thì nếu có tăng trưởng thì chúng ta chấm là tích cực ha. Còn nếu mà không có mở rộng hoạt động kinh doanh ấy, thì chúng ta tính là không. Thì em lấy ví dụ như là Vick ha, Vingroup á, Vingroup đã có mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh không anh chị? Có ha. Đang còn lấn sân đi sang Mỹ nữa rồi. Mặc dù là ngày hôm nay thì em thấy là Vingroup có chính thức thông báo rằng là họ sẽ ngưng sản xuất TV và điện thoại smartphone đó. Tuy nhiên thì họ tập trung cho ô tô và bất động sản. Thì nó vẫn là mở rộng sản xuất kinh doanh, cho nên chúng ta vẫn chấm là một điểm ha. Hay là ví dụ như Hòa Phát, Hòa Phát thì liên tục mở rộng sản xuất kinh doanh ha, từ việc là xây dựng thêm nhà máy Dung Quất. Dung Quất vừa mới bắt đầu là đi vào hoạt động hòm hòm ha, thì thấy là Hòa Phát lấn sân sang cả lĩnh vực làm logistics đúng không anh chị, sản xuất container các thứ. Thì đây là có mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cho nên chúng ta tính là một điểm ha. Hay là ví dụ như ngân hàng ha, rất nhiều ngân hàng em thấy là cũng có hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh này, thì chúng ta tính một điểm vào đây. Còn trung tính là gần như không có mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, thì chúng ta tính là không điểm ha. Chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều doanh nghiệp có cái dự kiến là trong năm nay sẽ không có mở rộng sản xuất gì mấy. Chúng ta sẽ thấy ha, anh chị có thể đọc trên cà phê app hoặc là vào gõ mã cổ phiếu ở trên đó và chúng ta xem những tin tức liên quan ha, hoặc là trong cái đại hội cổ đông á, chúng ta sẽ thấy là lãnh đạo trình bày kế hoạch kinh doanh năm tới là có mở rộng sản xuất kinh doanh gì không, thì chúng ta sẽ chấm điểm ở đây anh chị ha. Cái đây là một cái tiêu chí rất là quan trọng, nó cũng cũng cho thấy là vì sao mà Vinamilk trong giai đoạn vừa qua nó lại không có được gọi là được ưa thích ha. Và khối ngoại cũng bán ròng khá là nhiều nữa, trong đó tự doanh thì ngồi nhìn chờ khối ngoại bán hết đi rồi họ mới vào mua sau ha, tức là chiết khấu thật sâu rồi họ mới sẽ vào mua sau, còn cho khối ngoại bán hết không thèm quan tâm, không thèm đỡ giá. Thì tại vì là ví dụ như trong cái chia sẻ mới đây của bà chủ tịch Mai Kiều Liên á, thì cho thấy là trong 5 đến 10 năm nữa thì Vinamilk sẽ không có cái hoạt động là M&A doanh nghiệp con nào nữa ha. Và nó cho thấy là rất khó để có thể làm từ từ lớn nhất mà trở nên lớn hơn nữa là khá là khó. Thì đấy là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta chấm ha. Tiếp theo nữa là tăng trưởng doanh thu trong 3 năm gần nhất. Nếu như mà trên 10% á, thì chúng ta tính một điểm. Còn nếu như mà từ 5 cho đến 10% thì mình sẽ tính là không điểm ha, coi như là trung tính đó. Còn dưới 5% thì sẽ là âm một điểm ha. Mọi người thấy dễ hiểu không? Mở báo cáo tài chính ra ha. Anh chị có thể gõ mã cổ phiếu lên trên cà phê app ấy, em thấy là còn có những cái biểu đồ vẽ tăng trưởng doanh thu mấy năm mấy quý gần nhất, mấy năm gần nhất luôn ý. Anh chị có thể nhìn vào đó và thấy được phần trăm luôn ha, khỏi phải mở báo cáo ra ngó từng từng mục ở trong đấy.
Tiêu chí thứ 6 á, là tăng trưởng doanh thu trong 3 quý gần nhất. Thì cũng tương tự như bên trên ha, trên 10% thì chúng ta sẽ cộng 1 điểm. Còn như là 5 đến 10% thì 0 điểm ha, còn dưới 5% thì sẽ là trừ 1. Rồi tăng trưởng lợi nhuận trong 3 năm gần nhất. Rồi tăng trưởng lợi nhuận trong 3 quý gần nhất ha. Là cái tiêu chí về doanh thu và lợi nhuận thì chúng ta tính là 3 năm gần nhất và 3 quý gần nhất. Cũng tương tự như vậy, thì nếu mà lợi nhuận thì chúng ta tính là trên 20% thì được tính là 1 điểm. Còn từ 10 đến 20% thì tính là trung tính là 0 điểm ha. Còn âm 1 đấy là cho những cái doanh nghiệp mà có tăng trưởng lợi nhuận là dưới 10%. Còn tiêu chí thứ 8 và thứ 9 ý, là liên quan đến EPS ha. Thì nếu mà EPS tăng trưởng trong 3 năm gần nhất mà trên 20% thì chúng ta cộng 1 điểm. Còn nếu mà từ 10 đến 20% thì tính là trung tính chị ha, và dưới 10% thì là trừ 1 điểm. Tương tự với EPS trong 3 quý gần nhất cũng như thế ha. Cái điểm thứ 11 ý, đó là tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hiện tại á, thì phải trên 20% sẽ tính là 1 điểm ha. Còn từ 10 đến 20% á, tính là 0 điểm. Dưới 10% là âm 1. Tỷ lệ biên lợi nhuận gộp hiện tại cũng như là ROE ha, thì cũng tương tự với lại là tăng trưởng lợi nhuận hiện tại. Điểm là chấm tương tự anh chị nhá, cũng như là phần trăm tương tự như vậy. Cái tiêu chí thứ 14 ấy, đó là tăng trưởng dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh ấy. Thì nếu như dòng tiền mà tăng thì chúng ta sẽ cộng 1 điểm nhá. Còn nếu như mà cái dòng tiền mà không tăng á, thì chúng ta tính là trung tính, không có điểm nào cả. Còn nếu như mà âm hơn dòng tiền mà âm thì sẽ trừ 1 ha. Tiếp theo đó là các cái thông tin hỗ trợ ha. Nếu như mà trong CanSlim thì thông tin hỗ trợ là gì anh chị? Là chữ gì ở chữ nọ, chữ new ấy ha. Thì các cái thông tin hỗ trợ này, nếu như mà có nhiều tin tích cực hỗ trợ thì chúng ta sẽ cộng 1 điểm. Những tin tích cực hỗ trợ, em lấy ví dụ như kiểu là cổ phiếu lọt vào một cái quỹ nào đó rồi được khối ngoại mua, hoặc là được một nhà đầu tư chiến lược người ta mua, hay là được một công ty lớn hơn người ta M&A chẳng hạn ý, hoặc là cái sản phẩm của doanh nghiệp đó làm ra trong năm nay nó tăng giá, nó tăng quá. Thế thì những cái đó gọi là những cái tin tích cực ấy ha, hay là những cái tin như là chia cổ phiếu hoặc là game gì đấy ha. Thì đấy là những tin tích cực. Nếu như mà cổ phiếu có những cái tin tích cực đó nữa thì chúng ta sẽ tính là 1 điểm nhé. Và nếu như không có tin gì hỗ trợ thì nó sẽ là trung tính, là bằng không ha. Thông thường thì nếu mà không có tin gì hỗ trợ là cổ phiếu đang cứ giảm dần đều hoặc là đang đi ngang ấy ha. Và những cổ phiếu mà không có tin thì chúng ta gọi là cổ không có lái ấy, anh chị nhá. Còn nếu như mà những cái tin mà có nhưng mà lại toàn là tin tiêu cực á, thì chúng ta trừ 1 ha. Tin tiêu cực ví dụ như là giá nguyên vật liệu xây dựng nó tăng quá trời tăng ấy, thì nó ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của nhóm xây dựng ấy, thì để chúng ta tính là trừ 1 điểm cho nhóm xây dựng ở đây anh chị ha. Rồi ví dụ như là tin Covid giãn cách xã hội ha, giãn cách xã hội và dẫn đến là nhiều những cái cửa hàng mà không thiết yếu mà phải đóng cửa ấy, thì nó sẽ tác động tiêu cực đến những cái nhóm mà bán lẻ chẳng hạn ấy. Thế thì chúng ta sẽ trừ 1 điểm cho nhóm này. Rồi xu hướng mua ròng của khối ngoại đối với cổ phiếu đó nhé. Nếu như mà khối ngoại tăng mua ròng thì chúng ta tính 1 điểm. Còn khối ngoại mua ròng cứ đều đều ha, hoặc là không mua thì chúng ta tính là trung tính. Nếu như mà khối ngoại bán ròng thì chúng ta tính nó là trừ 1 điểm. Cái này anh chị có thể theo dõi thấy ha, có mã cổ phiếu ra trên KVF hoặc là những cái trang mà chuyên đưa ra những cái thông tin về doanh nghiệp ấy, thì anh chị sẽ nhìn thấy ở cái phần thông tin ha. Rồi nhận định của top 5 công ty chứng khoán về cổ phiếu đó. Cái này là tại vì chuyên gia đánh giá mà. Cái nhận định này nó khác với cái nhận định của của 5 công ty chứng khoán mà dự báo ngày mai thị trường tăng hay giảm anh chị nhá. Thì mỗi lần mà nói top 5 công ty chứng khoán là rất là buồn cười, vì mọi người rất là hay vào làm chế giễu ha. Lần nào mà cả 5 công ty chứng khoán mà đều đánh giá tiêu cực ấy, thì thị trường ngày mai xanh. Mà nếu mà cả 5 công ty chứng khoán đều đánh giá là tích cực thì ngày mai kiểu gì cũng giảm ấy. Thế thì tuy nhiên là nếu mà đánh giá của 5 công ty chứng khoán mà về một cổ phiếu ấy mà họ đánh giá là mua ha, thì chúng ta tính 1 điểm là tích cực. Chuyên gia họ tính mà. Còn nếu như mà họ không có khuyến nghị gì hết á, thì chúng ta không cộng điểm. Còn nếu mà họ khuyến nghị bán ấy, hoặc là giá đã phù hợp với thị trường ấy, thì chúng ta trừ 1 điểm.
anh chị ha, những cái đánh giá của năm công ty chứng khoán thì anh chị chăm chăm đọc báo cáo của các công ty chứng khoán ấy, hoặc mở tài khoản của mình tại năm công ty chứng khoán lớn thì các anh chị sẽ được nhận nhận báo cáo hàng ngày đều đều vào email luôn ha. Chúng ta để ý những cái báo cáo định giá ấy. Rồi, xu hướng ngắn hạn, tiêu chí thứ 18, 19 và 20 ấy, thì nó liên quan đến phân tích kỹ thuật anh chị ha. Tiêu chí thứ 18 đó là xu hướng ngắn hạn của giá cổ phiếu ấy. Nếu như xu hướng ngắn hạn là tăng ấy, thì chúng ta cộng 1 điểm. Còn nếu như xu hướng ngắn hạn là không rõ ràng ấy, thì chúng ta tính 0 điểm ha. Và nếu xu hướng ngắn hạn là giảm thì chúng ta trừ 1 điểm. Xu hướng trung hạn cũng tương tự như vậy ha. Còn cái tiêu chí thứ 20 ấy, là trạng thái xu hướng của cổ phiếu. Thì anh chị nào học phân tích kỹ thuật sẽ thấy là cổ phiếu có một số cái trạng thái, một số cái xu hướng á, xu hướng có tăng, có giảm và có một cái trạng thái đi ngang nữa gọi là trạng thái tích lũy. Thì nếu như cái xu hướng của cổ phiếu là rõ ràng ấy, rõ ràng thì chúng ta tính 1 điểm. Anh chị ha, xu hướng có tăng hoặc giảm ấy thì là 1 điểm. Còn nếu như mà xu hướng là tích lũy ha, tích lũy cực đại á, thì chúng ta tính là 0 điểm. Thế tích lũy như thế nào là cực đại ha? Thì trong trong cái trend của StockFarmer, trong trong các cái chỉ báo kỹ thuật đấy thì cũng có nói, và anh chị có thể search Google luôn, đó là làm nào để biết là cổ phiếu đang tích lũy ha. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy rất nhiều bài viết nó nói về cái đoạn là cổ phiếu tích lũy thì có những dấu hiệu nào để chúng ta nhận ra là cổ phiếu đang tích lũy. Thế và nếu mà cổ phiếu đang tích lũy thì chúng ta tính là 0 điểm hoặc là trừ 1 điểm á anh chị ha. Nếu tích lũy cực đại thì cổ phiếu chuẩn bị nó vào sóng tăng ấy, ha, khả năng rất cao là vào sóng tăng nên phải tính là trung tính. Còn nếu mà mới tích lũy tô thôi ấy, thì trừ 1 điểm tại vì còn rất lâu nữa thì mới vào sóng tăng anh chị ha. Thế thì vào tháng 11 năm ngoái là có một học viên của StockFarmer mới thực hành trên một cổ phiếu là Techcombank. Anh chị mở biểu đồ ra để xem vào tháng 11 năm ngoái Techcombank có giá bao nhiêu ha, và bây giờ có giá rất là cao này này. Thế thì tại cái thời điểm đó nhé, chúng ta không tính đến thời điểm bây giờ, bởi vì thời điểm tháng 11 năm ngoái là chúng ta mới có báo cáo đến quý 3 của năm 2020 thôi. Chúng ta chưa có báo cáo quý 4 năm vừa rồi và chưa có báo cáo quý 1 năm nay nhé, cho nên chúng ta tính từ thời điểm đó về trước ấy. Thế thì vốn hóa của Techcombank so với ngành này thì vốn hóa của Techcombank là trên 10.000 tỷ nên Techcombank được 1 điểm ở đây anh chị nhá, được 1 điểm ở đây. Vị thế trong ngành ấy thì dẫn đầu thị phần cho nên là tính được thêm 1 điểm nữa. Rồi, tăng trưởng của ngành ấy là tăng trưởng của ngành ngân hàng trong năm ngoái ấy, là tăng cho nên là được thêm 1 điểm nữa. Techcombank có mở rộng sản xuất kinh doanh trong năm ngoái và cả năm nay nhá, cho nên là thêm 1 điểm. Như vậy được 4 điểm rồi anh chị nhá. Tăng trưởng doanh thu trong 3 năm gần nhất của Techcombank ấy thì trên 10% là được 5 điểm. Trong 3 quý gần nhất là quý 1, quý 2, quý 3 năm 2020 ấy, thì cũng tăng cho nên là được thêm 1 điểm nữa ha. Tăng trưởng lợi nhuận cũng tương tự như vậy là đều tăng trên 20% trong cả 3 năm gần nhất và 3 quý gần nhất, cho nên là được cộng thêm 2 điểm nữa. Tuy nhiên ấy, thì tăng trưởng EPS trong 3 năm gần nhất tính đến năm ngoái chị nhé thì nó dưới 20% cho nên là không được cộng điểm nào. Tăng trưởng EPS trong 3 quý gần nhất cũng dưới 20% cho nên là không được cộng điểm. Tăng trưởng lợi nhuận hiện tại của Techcombank ha là trên 20%, trên 20% anh chị nhé, cho nên là được thêm 1 điểm nữa. Còn tỷ lệ biên lợi nhuận gộp hiện tại trong năm ngoái ấy, là dưới 20% cho nên là không có điểm ha, cũng như là ROE cũng là không có điểm nào ha. Đây, như vậy là Techcombank có 4 cái tiêu chí là chỉ được 0 điểm thôi, may quá không bị trừ điểm nào anh chị nhé. Còn tăng trưởng dòng tiền á, thì dương cho nên là được cộng điểm này. Các cái thông tin hỗ trợ là thông tin tích cực, vì thế mà cũng được cộng thêm điểm nữa. Rồi xu hướng mua dịch ròng của khối ngoại đối với Techcombank là tăng trong năm ngoái nhé. Rồi nhận định của top 5 công ty chứng khoán tại cái thời điểm tháng 11 năm 2020 là cả 5 công ty chứng khoán lớn đều khuyến nghị là mua Techcombank. Xu hướng của giá cổ phiếu trong cái giai đoạn đó là ngắn hạn và trung hạn đều tăng, và nó có cái một cái trạng thái là tăng rất là rõ ràng, cho nên là tổng cộng lại thì Techcombank được 16 điểm trên 20 tiêu chí nhé, thì được 16 trên 20 điểm. Và chúng ta nên chọn những cổ phiếu mà đạt từ 16 điểm trở lên anh chị nhé. Từ 16 điểm trở lên thì chúng ta nên chọn các doanh nghiệp đó để mà chúng ta đầu tư ha. Đấy là trên một cổ phiếu ha. Các bạn học S-Trend rồi, chúng ta có thể tự thực hành nhé một số cổ phiếu, và các bạn hoàn toàn có thể gửi cho StockFarmer để mà StockFarmer xem qua là các anh chị chấm điểm là đúng hay chưa nhá. Rồi, đấy là 20 tiêu chí.
Rồi đây, yếu tố mới lạ, đúng rồi Bùi Công Hiếu ạ. Cái yếu tố mới lạ này nó cũng có bao gồm một chút về trong 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 cái cả những cái tin tức hỗ trợ ấy. Thì ví dụ như là mình chuẩn bị có một cái sản phẩm mới thì nó cũng vừa là tin vừa là và cái mới của sản phẩm và doanh nghiệp nhé. Hải Nam mai mốt mạnh mẽ chứ chị ơi. Nhiều tiền là thích quá à, đang cầm tiền thích quá rồi. À, Vinamilk về đáy chưa này, rất nhiều câu hỏi ha. Để bây giờ em cập nhật qua về diễn biến là dòng vốn đầu tư toàn cầu ha, và sau đó em sẽ nói qua một chút về về VN đấy cũng như là một số cổ phiếu nếu mà còn kịp nữa ha. Trời ơi, Bùi Văn Hùng vừa coi sắc tăng này vừa coi chỉ này. Đây em cập nhật một chút về diễn biến dòng vốn đầu tư toàn cầu ha. Thế thì trong tháng 4 vừa rồi anh chị nhé, hôm nay chúng ta mới đầu tháng 5 thôi, thì trong tháng 4 vừa rồi á thì trên toàn thế giới thì chứng kiến là cái sức hấp dẫn của cổ phiếu nó giảm bớt so với hồi đầu năm. Thì mặc dù là tiền vẫn tiếp tục đổ vào cái mảng là cổ phiếu, tuy nhiên thì tốc độ đổ tiền vào cổ phiếu nó giảm hơn so với quý 1 năm vừa rồi, và các cái quỹ cổ phiếu trên toàn thế giới là có thêm hơn 66 tỷ đô. À, và nó giảm là 55% so với tháng 3 anh chị nhé. Trong đó thì những cái thị trường phát triển đó, ví dụ như là Mỹ hay là một số nước phát triển khác ý, thì đã đạt đến là 63 tỷ, còn lại 3,3 tỷ là cho những cái thị trường mới nổi và những thị trường khác nhé. Thì tuy nhiên là nó vẫn giảm 50% so với tháng 3 anh chị ha. À, còn các cái thị trường mới nổi thì giảm đến 85%. Như vậy là tiền đổ vào cổ phiếu là ít hơn các tháng trước đó. Và các cái quỹ ETF cổ phiếu thì nó lên ngôi ở các cái thị trường phát triển và chiếm tới 92% tiền mới đổ vào, tức là bây giờ là tiền của các cái nhà đầu tư là đổ vào các quỹ ETF nhiều hơn là họ trực tiếp mua cổ phiếu anh chị ha. Cái này thì trong những cái livestream trước đây là em cũng đã có chia sẻ rồi, cái xu hướng là nhà đầu tư bây giờ là đưa tiền cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là đổ vào những cái rổ chỉ số mà người ta lựa chọn những cổ phiếu ưu tú ở trên sàn ấy, thế thì người ta bỏ tiền vô đó ha, thay vì phải trực tiếp mua một cổ phiếu nào đó. Người ta cũng thấy rằng làm cái việc mà kinh tế Mỹ cũng như một số quốc gia mà đang là hồi phục ấy, thì nó cũng tạo ra một cái sức hấp dẫn. Tuy nhiên thì mới đây là bên Mỹ tổng thống Joe Biden ấy là đang tính là sẽ tăng cái thuế thu nhập đối với các cái doanh nghiệp ở bên Mỹ tăng lên rất là cao, cho nên là nó cũng làm cho một số doanh nghiệp người ta là e dè và người ta phân bổ bớt cái tiền đầu tư vào Mỹ sang các quốc gia khác anh chị ha, để né bớt thuế chứ không lời nhiều thì lại bị đánh thuế cao ha. À, những cái thị trường mới nổi ở châu Á thì bị rút ròng tháng đầu tiên sau 7 tháng liên tục trước đó là được được bơm ròng nhá, thì đến tháng 4 là bị rút ròng. À, vì là tháng 4 thì chúng ta thấy là cái tình hình dịch bệnh ở một cái nước lớn ở châu Á như kiểu là Ấn Độ thì trở nên rất là phức tạp ha, rất là đau lòng ấy. Thế thì nó dẫn đến là cái sự lo ngại của nhà đầu tư và dẫn đến là các cái quỹ người ta đã bán ròng anh chị nhá. Còn dòng vốn đổ vào Trung Quốc thì càng giảm mạnh nữa. Trong tháng 3 thì Trung Quốc là hút ròng đến 4,8 tỷ đô, nhưng mà đến tháng 4 thì còn có 319 triệu đô la. 319 triệu đô la trong tháng 4 là Trung Quốc còn được đổ tiền ít hơn ở Việt Nam anh chị nhé, ít hơn ở Việt Nam. Tại vì trong tháng 4 thì dòng vốn ETF đổ vào Việt Nam ấy là ghi nhận một cái tháng kỷ lục với là 370 triệu đô, và Việt Nam là điểm sáng trong việc hút ròng ở châu Á còn lớn hơn cả Trung Quốc anh chị nhé. À, trong đó thì chúng ta thấy rằng là sáng nhất ấy là quỹ Fubon ha, quỹ Fubon là quỹ mới IPO vào tháng 4 luôn. À, và trong tháng 4 thì đã là hút ròng đến 7.800 tỷ đồng ha, đóng góp gần hết cái phần mà hút ròng của Việt Nam ấy. À, ngoài ra một số quỹ ETF khác cũng hút ròng mạnh như kiểu là quỹ VN Diamond đó, là hút ròng 612 tỷ. Quỹ VanEck Vector Việt Nam á, là 196 tỷ anh chị nhé. Và số quỹ của SSI á, thì 180 tỷ, cũng như là quỹ FTSE của Việt Nam là 75 tỷ đồng hút ròng. À, ngược lại thì chúng ta cũng có một số quỹ bán ròng, nhưng mà cái lượng bán ròng nó không có nhiều lắm. Thì tính từ đầu năm thì chúng ta đã có một tháng 4 là hút ròng kỷ lục. Tuy nhiên ấy, thì quỹ Fubon trong tháng 4 thì họ cũng đã huy động cái lượng vốn mà đúng với cái dự kiến trước đó của họ rồi, và họ cũng đã mua vào một cái lượng cổ phiếu đã gần tương đương với cái phần tiền mà họ IPO. Thành ra là trong tháng 5 thì dự kiến rằng là Fubon nó sẽ không còn nhiều tiền để mà mua thêm cổ phiếu. Thế thì
cái lượng mà hút ròng trong tháng 5 của chúng ta có lẽ là nó sẽ không được như tháng 4 nữa. Tuy nhiên ấy, thì xu hướng nhìn chung là vẫn tích cực anh chị ha. Một cái lo ngại trên toàn cầu mà khiến cho là dòng vốn nó không đổ mạnh vào cổ phiếu như các tháng trước đó nữa, đó là cái áp lực tăng lãi suất. Anh chị nhé, ở một số quốc gia ví dụ như là Nga hay là Ukraine là đã tăng lãi suất rồi. Và trong một cái khảo sát gần đây nhất của một ngân hàng ở Mỹ ấy, thì người ta thấy rằng là có đến 93% các nhà quản lý quỹ thì người ta cho rằng là lạm phát toàn cầu sẽ tăng lên trong năm 2022. Ở đây là cái mức cao nhất ha, tức là cái mức mà đến 93% nhà quản lý quỹ tin rằng là lạm phát tăng cao ấy, là cái mức cao nhất từ lâu lắm cho đến bây giờ rồi ấy. Thế thì nếu mà như vậy á thì nó sẽ là cái yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến thị trường chứng khoán trong tháng 5 và các tháng tiếp theo anh chị nhé, nếu mà lãi suất mà tăng cao. Thì đấy là nó cũng ảnh hưởng đến cái dòng tiền ở trên thế giới như vậy ha. Để chúng ta xem là đấy là những cái cập nhật về dòng vốn đầu tư toàn cầu anh chị ạ. Thế thì tiếp theo nữa là chúng ta sẽ review qua về VN Index ha. VN Index thì SFG có review qua đây rồi này. Anh chị nào mà vào website của Stockfarmer bây giờ ha, thì chúng ta đã nhìn thấy là cái nhận định cho tuần ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 5 ở đây rồi. Mình mở trên điện thoại cũng thấy luôn là trên màn hình điện thoại anh chị nhá. Thì dự kiến đây. À, em có vẽ hai cái đường cho VN Index đây anh chị ha. Trong đó cái hỗ trợ ở bên dưới của VN Index là cái vùng gần 1200. Gần 1200 anh chị ha. Trong cái phiên ngày 27 tháng 4 chúng ta thấy là VN Index về đến cái điểm là 1204 điểm ha. 1200 thì gần như chúng ta đã bye bye rồi, nó khó gặp lại. Thế nhưng mà sát 1200 ấy thì đấy là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh ở bên dưới của VN Index. Tuy nhiên thì nhiều khả năng là chúng ta có hai cái hỗ trợ, một cái hỗ trợ là vùng 1220 thì vùng đó nó không mạnh bằng 1200 ở bên dưới. Tuy nhiên thì em đang thấy là xu hướng khi mà tích lũy thì nó sẽ tích lũy với cái biên độ nhỏ dần lại, thì khả năng là nếu mà trong tuần tới có điều chỉnh vào đầu tuần đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là không đến nỗi là phải về đến cái vùng của ngày 27 tháng 4 trước đó, mà có thể là cao hơn ở vùng 1220 anh chị nhé, và dao động trong cái khoảng đó đến khoảng 1260 ấy, thì đấy là cái đoạn mà dao động của VN Index trong khoảng 1-2 tuần tới thì như thế. Thế thì chúng ta là quan sát ha. Trong cái đoạn này thì anh chị nói chung là chúng ta không nên là full cổ phiếu, đặc biệt là margin là chúng ta không nên full margin trong cái giai đoạn này nhé. Tại vì cổ phiếu mà nó ví dụ như là trong cái phiên 27 tháng 4 hồi lại á, thì chỉ đúng được T3. Đúng được T3 là thị trường lại giảm xuống nhé. Chỉ trừ một số cổ phiếu ngoại lợi như kiểu là chúng ta thấy VPBank hay là Techcombank hay là HDBank ha, thì các anh chị kịp ăn T3 đó ha. Còn, hoặc là một số cổ phiếu hàng hóa khác như kiểu là DGC hóa chất ha, hay là Đông Hải Bến Tre chẳng hạn, thì anh chị thấy là nó còn kịp cho các anh chị ăn T3 hoặc T nhiều hơn nữa. Nhưng mà đại đa số cổ phiếu thì kể cả Hòa Phát thì chăng nữa, hai anh chị lời có chút xíu thôi trong mấy ngày qua, chưa biết là tuần tới biết đâu lại giảm xuống. Cho nên là đây là cái xu hướng như thế, thì anh chị trong cái đoạn mà nó rất là nhạy cảm như này á, tại vì tích lũy thì nó phải tích lũy, một là phải đủ lâu, hai á là nó phải tạo một cái nền vững chắc, và ba á là sau khi tích lũy chúng ta còn chưa biết là cổ phiếu sẽ tăng tiếp hay là giảm tiếp cơ. Đấy, thế thì trong cái đoạn tích lũy thì rất là khó chịu như vậy, thì anh chị sẽ bị ngâm vốn khá là lâu, cho nên là mình không nên là full margin trong cái thời điểm này ha. Và chúng ta sẽ canh, nếu như mà sau 1-2 tuần mà thị trường có thể vượt được vùng 1265 ấy, thì anh chị có thể là bắt đầu là gia tăng cổ phiếu được ha. Còn hiện tại thì chúng ta nếu mà anh chị mà trade T3 thôi ấy, thì cứ giảm về đến cái vùng gần 1200 thì anh chị có thể là mở mua và lên 1260 gì đấy ấy, thì các anh chị bán nhé. Đấy là với nhà đầu tư ngắn hạn. Còn nhà đầu tư trung dài hạn ấy, thì chúng ta tiếp tục là nắm một phần cổ phiếu ha, và một phần tiền, phải có tiền để chúng ta là chuẩn bị cho cái đợt giải ngân sắp tới sau anh chị ha. Nhìn chung thì em thấy là nó cũng không quá tiêu cực, tuy nhiên chúng ta thấy là trong đoạn vừa qua điểm số của VN Index được giữ vững nhờ một số cổ phiếu thôi, trong VN 30 anh chị ha, nhờ một số cổ phiếu, chứ đại đa số cổ phiếu đặc biệt là nhóm midcap và đã chỉnh rất sâu, nhiều cổ phiếu nhìn rõ là vào downtrend luôn ý. Đấy, cho nên là điểm số chúng ta đừng quá nhìn vào điểm số mà nhìn vào cổ phiếu của mình ý. Thế thì điểm giải ngân cho các cái cổ phiếu của anh chị ấy, thì mình nên nhìn biểu đồ tuần ha, hoặc là biểu đồ tháng nếu mà các anh chị có những cổ phiếu khác ha.
ngoài ngoài một số cổ phiếu mà cứ vượt đỉnh này đến đỉnh kia thì đại đa số các cổ phiếu khác anh chị nhìn biểu đồ tuần ha, đừng coi hỗ trợ này thì nó rất là mong manh ha, coi hỗ trợ tuần đấy để chúng ta xem xét giải ngân lướt anh chị ha, chứ nói chung là năm nay khó nhằn đúng không? Anh chị có nhớ là hồi đầu năm em live stream và chia sẻ là cái việc của năm ngoái là chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà năm 2021 này là giữ tiền là quan trọng nhất ha, đừng có âm vào cái phần lãi năm ngoái, đấy là cái phần khó nhất của năm nay. Thì đây là một cái đoạn rất là khó khăn. Chúng ta thấy là cái tình hình dịch bệnh thì hôm nay là lan đến là 24 tỉnh thành rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc dù thì chúng ta đang là đẩy mạnh xét nghiệm rộng này và truy vết để mà dập dịch nhanh ấy, thì chúng ta cũng thấy là lần này đã phức tạp hơn các lần trước khi mà ổ dịch nó lan rộng ra nhiều nơi, và sau một kỳ nghỉ lễ mọi người đi lại tỏa về các địa phương và lại chạy ngược về các địa phương khác ha, thì dẫn đến là nó ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư nữa. Thì khi mà chúng ta chưa yên tâm về cuộc sống thì chúng ta cũng không có rảnh rang để mà đầu tư tiền nữa cơ. Dù rằng là Covid ở trên thế giới thì nó được coi như là một cái liều doping của chứng khoán ý. Tuy nhiên thì về khoảng là 6-7 tháng thì nó như thế, nhưng mà trong ngắn hạn thì nó vẫn là ảnh hưởng tiêu cực một chút anh chị ha. Thì đấy là cái review của Stockhammer về VN Index anh chị ha, tức là còn đi ngang như thế. Thế và vừa nãy có anh chị nào và cứu em Vinamilk với này. Ha, Vinamilk hồi nãy trong lúc mà chấm điểm cổ phiếu thì em cũng có nói sơ sơ về Vinamilk ha. Bây giờ biết nói đáy ở đâu bây giờ. Nó rất là giảm rất là sâu. Vinamilk giảm rất là sâu và về một cái đáy của cái hồi là hồi này vào cái hồi là tháng 7 năm ngoái ha. Tháng 7 năm ngoái chị nhớ là Covid lần thứ 2 ha. Covid lần thứ 2 ở Vinamilk giảm sâu về đến vùng 84. Thế và bây giờ là chuẩn bị về đến đó nữa rồi anh chị ha. Thế thì đây cũng được coi là một cái chỗ mà anh chị có thể lướt. Tuy nhiên là mình nên đầu tư vào Vinamilk khi mà cái lực bán ròng của khối ngoại nó dừng lại anh chị ha, có xu hướng là chững lại và bắt đầu là quay trở lại mua ròng ấy, thì chúng ta hãng bắt đầu giải ngân. Tội tình gì mà chúng ta giải ngân ở đoạn này ha. Còn anh chị nào đang nắm thì chúng ta quan sát thêm ha. Cái giá mục tiêu một năm nay của Vinamilk là được đánh giá và được định giá là giảm xuống còn 109. 109 thì rất nhiều khả năng là Vinamilk phải chiết khấu đến tận là gần vùng 80 ha, ở đâu của nó khoảng 84-85 gì đấy. Thì để là từ vùng đó mà lên đến 109 nó đủ hấp dẫn cho là tự doanh với lại là các cái quỹ người ta nhảy vào người ta mua ấy. Thì đâu đó là chúng ta cứ quan sát thêm ha, quan sát thêm một chút nữa về Vinamilk vậy. Thứ sáu thị trường giảm còn NAV em lại tăng, cứ thích thị trường giảm. Long Hoàng chắc là nắm mấy cổ phiếu ngân hàng ha. Trong danh mục NAV của Stockhammer hôm thứ sáu có HD Bank tăng ý, có lúc suýt tăng trần rồi nhưng mà sau đó thì hãng bớt là tăng một chút. Nhưng mà đại đa số cổ phiếu còn lại thì vẫn là bị giảm. Đấy, một số cổ phiếu khác ấy thì em thấy là các anh chị có hỏi đây nhé, chút nữa sau live stream thì em sẽ review cho các anh chị ha. Cảm ơn Hiếu Minh nhé. Anh chị nào mà mình vào xem trễ ha, thì chúng ta xem lại ha, tại vì trên fanpage là sẽ có lưu lại ấy, thì anh chị sẽ xem lại cái đoạn mà em chia sẻ về các tiêu chí chấm điểm cổ phiếu ở bên trên nhé, đặc biệt là học viên của Stockhammer ha, chúng ta chịu khó thực hành đi ha. Năm nay là những cổ phiếu có câu chuyện riêng ấy, chứ không phải tăng toàn bộ thị trường đâu, cho nên là một năm mà anh chị phải cẩn thận trong việc lựa chọn các tiêu chí để mà đầu tư nhé. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi live stream hôm nay của Stockhammer nhé. Tạm biệt tất cả các anh chị ạ. Và kính chúc tất cả anh chị là trong tuần tới tài sản NAV của mình sẽ tiếp tục tăng nhé.